Yeah. Mai không? Mai. Chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh Ngô Vlog nha. Thì các bạn ơi, thường khi mình thì chỉ nấu ăn thôi, thì hôm nay mình không nấu ăn nữa bạn, thì mình sẽ làm cái clip cho vợ mình nha bạn. Thì cái màn chòi này không biết mình có còn được tồn tại hay mình để quay video tiếp các bạn coi không nha bạn. Thì cái màn chòi như thế nào thì các bạn chờ theo dõi video để xem mình cho vợ mình những gì nha bạn. Để giờ mình xem vợ mình ở đâu để mình đặt camera trong phòng nha bạn. Rồi, let's go nè, các bạn đi với mình nha, để coi vợ mình đâu rồi. Các bạn ơi, giờ mình xem vợ mình đâu nha các bạn. Để coi vợ mình đang làm gì. Rồi, vợ mình tắm rồi các bạn. Giờ mình vô mình giấu cái camera nha các bạn. Giờ mình vô mình giấu camera để đừng vợ mình biết các bạn. Để thực hiện cái bằng cho các bạn xem nha. Các bạn nếu thấy video hay xin cho mình xin một like, một lượt chia sẻ nha các bạn. Bây giờ góc quay mình mới giấu nha các bạn. Bây giờ mình không thấy được tại mình giấu sau lưng cái rèm cửa nha các bạn. Chỉ ló mắt camera thôi bạn. Thì các bạn chờ theo diễn biến sự việc của mình cho vợ mình những lần nha các bạn. Đừng quên like và chia sẻ kênh giúp vợ chồng nha các bạn. Trời em. Chắc các bạn ơi, vợ mình đã dặn luôn các bạn ơi, bỏ đi ra ngoài. Vợ mình nha, mình đang nỉ vợ mình nha các bạn. Mình đau quá bạn ơi. Trời các bạn, trời, ngu quá sức, ngu quá. Nãy mình nghe, mình đang nỉ vợ mình nha các bạn. Vợ mình dặn mình nè các bạn ơi, để mình năn nỉ vợ mình cái nghe các bạn. Bà giờ có tha cho mình không nữa. Bữa này dám chọc thân sư tử cái nhà. Đời như tàn rồi các bạn ơi. Anh giỡn mà. Dạ nha. Anh cho anh mà.
cho anh mà có đâu nó biết nó chết trong sư tử ở nhà làm chị coi chị không giờ nghe đi camera kìa thấy camera không có thì chồng đi luôn nghe đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của gia chồng mình nha. Thì chúc tất cả các bạn có một ngày vui, có một ngày mới thật là vui vẻ. Và nếu thấy hay thì like cho chồng mình, xin một like và chia sẻ các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.